Nên tôi mua một cái máy cắt bàn, máy cắt sẵn đây. Hiệu Fanda. Hiệu Fanda. Cái này là người ta đóng gói rất là cẩn thận. Hiệu Fanda này. Cái này xuất xứ của Trung Quốc. Xuất xứ của Trung Quốc, chính hãng của Trung Quốc này. Sản xuất năm 2019. Hiệu Fanda PA354V. Công suất 2500W. Dùng đá 355mm. Tốc độ 3800 vòng phút. Dùng điện 220. 50Hz. Công nghệ của Nhật Bản. Công nghệ Nhật Bản nhé. Sản xuất ở Trung Quốc mà công nghệ Nhật Bản. Họ đóng gói rất chi là cẩn thận. Đóng gói cẩn thận. Chữ tiếng Anh. Chữ có tiếng Anh và chữ Nhật thì công nghệ Nhật Bản. Rồi. Ngoài thùng đóng rất là cẩn thận. Đó, bổ ra này. Đó. Còn dao đâu. Để mở hộp nhá. Mở hộp. Xem. Đây là một viên đá. Viên đá này mua thêm này, đá xịn. Đây là viên đá này mua thêm. Phải lui ra đấy một tí nhìn gió. Đây, máy. Rất chưa đẹp. Đấy, trông đẹp, màu đỏ. Đây là có một viên đá theo máy. Đấy, viên đá 355 theo máy này. Trong này là gồm có một chổi than và một cái mở để thay đá, một sách hướng dẫn phiếu bảo hành. Đấy, đầy đủ. Đây, cái đấy đây. Và cắm điện để thử máy. Dây xích chiếc ở ngoài. Máy. Van. Khẩu độ. Cắm điện. Đây, khi các bạn chọn mua máy nhá, là ta bấm thử lên. Thứ nhất là nhìn cái chổi than. Cái này nó chạy bằng hai chổi than, hai con chạy một thời gian mấy phút xem nó có nóng không. Đây, như cái này. Thứ hai nữa là ta phải thử ngắm xem cái lưỡi của nó quay này, khi bật điện nó có đảo nhiều không nhá.
Đấy, nếu mà máy mà bị đảo nhiều là đảo đảo trục đấy, thì đến lúc cắt là đường cắt nó không chuẩn. Đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là không thể nào 100% được, kể cả máy Makita đắt tiền thì nó vẫn đảo. Đấy, như cái này thì những cái máy rẻ tiền thì nó đảo hơn. Honda này thì cái bàn của nó cũng tương đối là chắc chắn các bạn ạ. Nó có loại rẻ hơn nữa nhưng mà tôi không lấy loại rẻ hơn, loại này đắt hơn 200. Rồi nói chung bàn biết là chắc chắn. Thì chắc là quan trọng nó chỉ ở cái bộ phận máy này thôi. Bộ phận máy là quan trọng nhất. Còn tất cả cái phần giá đỡ thép này thì nó tương đối như nhau, không có gì cả. Cái này được bảo hành 3 tháng. Bảo hành 3 tháng. Máy rất là chắc chắn, bóng bẩy đẹp. Bảo hành 3 tháng. Mua máy chỉ có theo một cái bộ này thôi. Trong máy thì được một bộ chổi than sơ cua và một cái để xoáy. Xoáy là xoáy đá. Giờ cắt nha, cắt thử nha. Cắt sắt thử nè. Rồi cắt thử sắt nha. Sắt V dày 4 ly cho nên nó rất là dài. Tốt. Không là được. Rồi chào các bạn nhá. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Nhớ chia sẻ. Nếu có gì những người mà cùng làm nghề hoặc là mới mua máy có gì anh em cùng trao đổi kinh nghiệm nhá. Máy này chơi được đấy. Có mua có 1.2 triệu thôi. Máy này mua 1.2 triệu thôi. Chơi được. Anh nào được là máy này làm nghề cũng được, mà làm nghề chuyên nghiệp cũng mua được mà. Chào các bạn nhé.